Hello, chào các anh chị. Hôm nay em đang ở nhà thứ bảy nên là hôm nay cũng không có việc, vợ em cũng không đi làm nên là không không hay ngồi quán cà phê giống mọi hôm nên đang ở nhà. Hôm nay Tết chuẩn bị nghỉ kỳ nghỉ dài Tết dương lịch á, thì cũng nhân tiện rảnh ngồi thì làm cái video chúc Tết các anh chị bạn bè trên Facebook của Thắng. Bước sang chuẩn bị bước sang năm mới ngày mai, bước sang năm mới dương lịch thì có nhiều sức khỏe, thành công và càng ngày càng giao dịch đầu tư tài chính càng ngày càng tốt hơn. Thứ hai nữa là hôm nay em ở ngồi ở ở phòng 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 ở nhà nên em đang thử cái mạng xem có thực sự là có tốt hơn ở trên 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 quán cà phê về công ty không, thì chắc mai mốt ngồi ở nhà đầu tư tài chính luôn. Bỏ em mất công đi làm vậy thì anh chị nghe có được không ạ? Có hình hình ảnh sao ạ? Tối qua thì có đi nhậu với mấy ông anh nên là hình ảnh nét đấy, đẹp. Mấy ông anh nên là uống hơi say sáng sớm nha, mặt nó còn đang bơ phờ lắm. Hôm nay rảnh ngồi cà phê buổi sáng ở tại nhà luôn á nên là em ngồi em trao đổi nói chuyện với cái hôm nay thì cái video này thì em chỉ dành cho những người mới thôi, nhà đầu tư nhỏ và những người mới về một số cái phương pháp mà định giá giản đơn nhất cho người mới bắt đầu vào vào thị trường tài chính, để biết được rằng là căn cứ vào đâu để biết được các cái định giá của các công ty chứng khoán phòng phân tích chứ nó đúng sai như thế nào, hay là giống như một cái bạn nào đó có hỏi em ở phía dưới này là tại sao lại nói Cô Tế Công giá đó, Vinamilk giá đó, Thế Giới Di Động giá đó, định giá như thế thì căn cứ vào đâu, đúng sai ra làm sao, rồi một số cái giải pháp giản đơn nhất để tránh cái chuyện mà các cái đội lái hay là một số doanh nghiệp họ lừa đảo á, họ lừa 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 mình để tránh cái chuyện đó, thì hôm nay em sẽ nói. Có ông anh dạ thì chờ em chút em trả lời ông anh này cái chút em trả lời nhá anh Thái ơi, em đang đang làm nốt cái vụ này tí. Ở nhà thì có khi mạng của nhà em lại ngon hơn ấy, hay sao á, em đang 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 thử xem cái mạng như thế nào á anh Thái. Thì đang đang nói dở với anh chị là những cái anh chị nào mà mới á thì phương pháp như nào. Ngày xưa em có làm một video này lâu rồi nhưng mà cái kênh YouTube của em có một thời em làm nó cũng lên kênh lắm nhưng mà nó bị khóa bởi vì em vi phạm một số chính sách của nó, chính sách tế nhị của nó về bản quyền ấy, nên là nó khóa. Thì trước đó em có làm có làm một cái video hướng dẫn phân tích cơ bản cho những người mới tập chơi ấy. Cái đó còn em hình như em nhớ hôm đó không, có một bạn nào đó nhắn tin em hỏi là video này có phải của anh không ấy. Thì đúng còn, nhưng mà còn cái kênh YouTube của em thì bị xóa bị khóa rồi nên em đang mở kênh YouTube mới. Thì tiếp tục em nói tiếp thì em hướng dẫn anh chị là như thế này này, giản đơn nhất mà để định giá hay là để xem xét lên cổ phiếu đấy có nên đầu tư hay mua bán không á, thì các cái phương pháp về việc học về tài chính á, thì tất nhiên là nếu được học được chuyên sâu thì nó tốt, nhưng nếu không được chuyên sâu á thì cá nhân em thì em thấy là nên sử dụng cái kỹ năng kiểm tra, nên là mình kiểm tra lại các cái thông tin trước khi ví dụ như ai nói về cho mình một cái cổ phiếu nào đó. Cái này video này em chỉ phát cho những người mới thôi nha, còn cái dân mà tài chính chuyên nghiệp thì nó đơn giản quá, nhiều khi các bác cười mũi em ấy, nhưng mà thôi thì nghe được thì cứ nghe em thì em nói tiếp. Thì kiểm tra như thế này, giả sử có ai đó nói với anh chị về cổ phiếu ví dụ như là Vicostone chẳng hạn hay là SKG đi, thì anh chị muốn phải biết là SKG là cái gì thì vô cái trang cafef.vn gõ cái mã SKG vào, sau đấy là bên cái trang cafef này thì nó sẽ có các thông tin cơ bản của cái mã cổ phiếu này, tên công ty là cái gì, công ty là cái gì, kiểm tra các cái thông tin cơ bản xem nó là ngành nghề của nó là kinh doanh cái gì, vốn chủ sở hữu bao nhiêu, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành như nào, nó có hết EPS rồi PE, là những cái chỉ số cơ bản này, thì có khi có nhiều người mà mới đầu tư không hiểu nó là gì hết đó, nhưng mà anh chị phải hiểu cơ bản mấy cái chỉ số đơn giản nhất, đó là EPS là cái lợi nhuận trên một cổ phiếu mà
P trên E á, thì là cái giá hiện tại chia cho cái lợi nhuận đó. Thì thường thường á, hai cái chỉ số này thì anh chị phải hiểu để kiểm tra doanh nghiệp. Thường thì cái cách định giá đơn nhất là anh chị sử dụng P trên E bằng 10 cho tất cả các doanh nghiệp luôn. Thì đó là cách giản đơn nhất để so sánh cái việc đắt hay rẻ, đắt như nào tại sao giá đó, hay là rẻ như nào tại sao á. Thì em hay sử dụng cái giải pháp đơn giản nhất, nhìn qua phát thấy là P trên E mà cao hơn trên 10 á thì là nó có phần hơi mắc, nó thấp hơn 10 thì nó là rẻ. Nhưng tất nhiên là sẽ đi vào chuyên sâu nhiều cái vấn đề khác nữa, nhưng mà cái đơn giản lại là như thế trước đã. Thì thường thường nếu dùng P trên E trên 10 á, P trên E mà bằng 10 hoặc là trên dưới 10 á, thì anh chị sẽ giá nó sẽ xấp xỉ với cái EPS nhân với 10 thì là khoảng, ví dụ như EPS thì giải trừ em nói là ví dụ anh chị mở mở cà phê ép đi, mà cà phê ép thấy là công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang, đúng không? Cà phê ép, các anh chị mở cà phê ép đi, em đưa cái link vào phía dưới của cái này, anh chị theo dõi giùm em luôn. Hôm nay thì em vừa là nói chuyện nhưng mà vừa hướng dẫn cho một số cái bạn mà mới tham gia giao dịch chứ. Đấy, cái link đó thì anh chị tích vào đó thì sẽ thấy, tích dùm vào đó đi thì sẽ thấy được là công ty này là công ty đấy. Thì anh chị thấy luôn là EPS của nó là 6.27, P/E là 11.83. Thì chút xíu này em sẽ giải thích tại sao P/E nó trên 10. Thì mình cũng thấy là cái giá 74 này là nếu như mà theo cái cách định giá giản đơn của mình là P/E bằng 10 á, đúng không? Bên bằng 10 á, thì nó là hơi mắc rồi, hơi mắc rồi. Thì trước mắt là cứ hiểu như thế đi đã. Thì nếu như mà nó mà giá hợp lý á, thì nếu mà mình sử dụng cái giải pháp giản đơn này thì EPS của nó là 6.27, thì giá của nó là 10 nhân với 6.27 là 62.700 là giá hợp lý. Thì giá hiện tại là 74.200 thì có phần hơi mắc so với cách định giá của đơn giản của mình. Rồi sau này mình sẽ phân tích thêm đó, kiểm tra những cái đó để thấy là giá giá rổ nó đắt rẻ ra sao. Cái thứ hai nữa là tiện thế đây thì anh chị kiểm tra dùm cho em xem là cái tình hình mở vào cái phần mà thông tin tài chính á, ở dưới á, kéo dưới hồ sơ công ty á, có cái phần thông tin tài chính á, thì tích vào cái phần mà thông tin tài chính theo năm á. Cái này thì rất khó, rất 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 em không quay được màn hình nên là nó hơi khó, nhưng anh chị chịu khó chút xíu là nếu mà theo dõi thì em thì em cũng thích, nếu mà có lớp mà off á, em ngồi hướng dẫn cho các anh chị mới luôn cách luôn. Nhưng mà nói qua thế này thì nó hơi hơi khó, nhưng cố gắng như thế theo năm á, thì anh chị sẽ nhìn cái thông tin tài chính của nó năm. Thì thường thì cà phê ép nó hiển thị cho mình là 4 năm liên tục, cần thì mình sẽ bách bách ngược trở lại thì nó sẽ thêm. Thì nếu như anh chị nào cẩn thận á, thì kiểm tra cho em là 10 năm, còn nếu không cẩn thận thì kiểm tra dùm cho em 5 năm. 5 năm mà doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của một cái công ty nào đó, ở đây em đang nói đến là Superdong Kiên Giang á, cái công ty này thì ở cái thông tin cơ bản thì nó là giao thông vận tải, nó là cái vận tải hành khách đi từ 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 Kiên Giang mà ra Phú Quốc á, đi bằng tàu tàu Superdong á. Thì cái thông tin về tài chính trong năm của nó thì anh chị sẽ thấy hai cái cần quan trọng về lưu ý mà cần phải để ý, đó là cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là cái lớn, cái dòng trên cùng của kết quả kinh doanh theo năm á, cái cột theo năm á, thì sẽ xem doanh thu nó như nào. Thì em lấy ví dụ là doanh thu của con này là năm 2012 là 146 tỷ, năm 2013 là 164 tỷ, năm 2014 là 223 tỷ, năm 2015 là 305 tỷ. Và năm 2016 á, thì mình chỉ mới biết được 3 quý thôi, 3 quý, cái 1, cái 2, cái 3 của nó là nó đang nằm ở khoảng tầm 86, 102 cộng 98 là khoảng tầm hơn 200 tỷ rồi. Thì chắc năm nay nó cũng sẽ đạt khoảng tầm bằng năm ngoái là khoảng 300 tỷ. Nhưng mà nhìn vào cái này thì anh chị mới có cảm nhận thế này này. Từ năm 2012 đến giờ là doanh thu nó tăng trưởng đều, tăng trưởng nhất là đều từ 46, 64, 223 rồi đến 305, và năm nay kỳ vọng là nó khoảng tầm 300, 301, 302. Đó là về doanh thu. Lợi nhuận cũng vậy thôi, có cái phần mà lợi nhuận sau thuế đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ở phía dưới á, cũng tốt, 58 tỷ năm 2012, 2013 thì thấp hơn chút, 55, 2014 là 103 và 2015 là 174. Đúng không? Anh chị có nhìn thấy cái này không? Thì khi mà anh chị kiểm tra hết hai cái chỉ báo của em mà theo 10 năm á, thì một cái doanh nghiệp mà họ phát triển ngành nghề đàng hoàng, có làm ăn kinh doanh, doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng, thì lẽ tất tất lẽ gì ngẫu nếu như mà cả 10 năm liên tục anh chị kiểm tra mà nó đã lừa nhà đầu tư trong vòng 10 năm vừa rồi, thì anh chị theo cá nhân em thì tiếp tục để cho nó lừa. Còn nếu như mà những cái chỉ số này mà nó bất ổn, tức là năm lời năm lỗ, năm có doanh thu năm không có doanh thu, lúc có doanh thu đột biến lúc không có doanh thu đột biến,
thì nó là công ty cần phải đặt ra vấn đề xem xét, tức là mình xem xét cái dán đơn trước như thế đã, đúng không anh chị? Có các bác đang xem đấy, xem nếu mà thấy em có cần 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 điều chỉnh cái thứ gì nữa không, em điều chỉnh cái phương pháp nói cho nó anh chị dễ hiểu hơn á. Đó là kiểm tra cái thứ nhất. Kiểm tra cái thứ hai nữa anh chị là nên kiểm tra là ở thế này này, tại sao phải đặt ra câu hỏi là ở cái công ty này, nếu anh chị mà có tin nhá thì đặt cho em dùng câu hỏi là tại sao mà Shopee Đông Kinh Giang giai đoạn vừa rồi dám hoài. Thì cái dán đơn nhất anh chị phải hiểu, bởi vì khi đầu tư vào em đang lấy ví dụ Shopee Đông Kinh Giang thì cho anh chị, mà nó cũng là những cái lý do rất đơn giản thôi. Nó dám hoài là có lý do của nó, và em trả lời cái lý do bản chất của nó là do chi phí đầu vào của nó là cái giá dầu á. Giá dầu là cái thứ để dùng, cái cung cấp để cho tàu nó chạy. Thì giá dầu nó giảm thì Shopee Đông Kiên Giang chi phí đầu vào thấp thì lợi nhuận sẽ cao, giá dầu nó tăng thì Shopee Đông Kiên Giang chi phí đầu vào cao thì lợi nhuận sẽ giảm. Vậy là cái kỳ vọng của người ta về cái công ty này, về tốc độ tăng trưởng nó sẽ giảm. Nó giảm nên là giá nó giảm từ giá 100 mà nó đang về vùng 74 này, và nó đang tích lũy ở đây. Tức là nó ngừng giảm, tức là hiển thị cái việc giá dầu tăng lên cái giá cổ phiếu của Shopee Đông Kiên Giang là đang giảm, thì nó tác động như thế thì sẽ thấy được, giải thích được lý do tại sao nó giảm từ 100 về đây. Nhưng thêm một cái thứ hai nữa là cái đó chỉ là cái kỳ vọng, nhưng thực tế ta đang nhìn thấy rằng là cả về doanh thu và cả về lợi nhuận của năm của năm 2016 á, nó đang có dấu hiệu chứng lại, nó không tăng trưởng được giống như các năm trước nữa. Ví dụ năm 2015 so với năm 2014 thì cả về doanh thu và lợi nhuận nó đều tăng, nhưng mà sang năm 2016 thì anh chị nhìn thấy ba quý á, cộng dồn lại thì doanh thu nó cũng đang ở khoảng tầm 100 300 100 200 300 tỷ. 300 tỷ thì quý quý nó kỳ vọng cũng là 100 tỷ nữa thì nó khoảng 400 tỷ, thì tốc độ tăng của nó là khoảng tầm 305 năm ngoái, và năm 2016 này thì nó khoảng tầm trên dưới đâu đó là 400 tỷ, thì nó đang bắt đầu có dấu hiệu của việc chứng lại về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Lý do hồi nãy em nói rồi. Lợi nhuận cũng vậy, lợi nhuận thì năm 2014 với 15 á, thì nó tăng từ 103 tỷ mà lên 174 tỷ, tức là tăng khá là nhiều. Nhưng sang năm nay á, thì lợi nhuận hiện tại em cộng dồn của ba quý 1 2 3 thì nếu em cứ lấy giả định là quý tư này bằng quý tư của năm ngoái thì cộng dồn nó lại thì nó nằm ở khoảng đâu đó là năm 3 15 cũng 200 tỷ thôi. 200 tỷ mà năm ngoái có 107, năm ngoái đạt 174 mà năm nay cũng đạt có 200, thì anh chị thấy không? Tốc độ tăng trưởng của nó đang chậm lại thật. Vì chất tăng trưởng chậm lại thật nên là rõ ràng cái câu chuyện là giá của nó giảm, đó là điều dĩ nhiên, tất nhiên là nó như vậy đó. Em nói thế để anh chị mà mới mà tham gia đầu tư tài chính á, thì có một cái nhìn sơ sơ như vậy. Còn đi vào chuyên sâu hơn nữa thì hôm qua em có ngồi với một số bạn ở cà phê, có một cái phương pháp cũng cực kỳ giản đơn luôn, đó là xét cái PEG. PEG tức là xét thêm để cho nó nhìn cái nhìn nó đúng hơn với những cái cổ phiếu mà có P/E mà mình lúc nãy lúc đầu tiên em có nói là mặc định là 10, nhưng mà có những cổ phiếu nó là 15 hoặc là 17. Thì tại sao nó lại là 15, 17? Thì mình xét thêm cái PEG là cái PE mà nó có cái tác động của cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp á. Tức là cái này thì là cái PE sẽ được đánh giá là bằng việc là lấy cái phần 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 P/E của công ty đó hiện tại chia cho cái tốc độ tăng trưởng. Nếu nó trên 1 thì nó được xét là hơi cao, nhỏ hơn 1 thì nó là khả năng thấp, mà 1 là vừa phải. Thì đấy, em lấy ví dụ một trường hợp khác đi. Hình như mạng nó hơi yếu rồi sao á, đúng không anh chị? Có yếu lắm không ạ? Không thấy ai có phản hồi em là có yếu không? Có ổn không ạ? Ổn đúng không? Chắc cái giờ này thì cũng không có nhiều đâu, nhưng mà để mai mốt các anh chị xem lại cái này của em á, chắc cũng tốt thôi. Em thấy ở nhà thì mạng nó tốt hơn ở công ty á, nhìn cũng được đúng không? Để em xem chút xíu, chờ em chút xíu nha, em thấy kết nối nó hơi yếu nên là em đang kiểm tra. À ok hả? Hơi giật chút. À hình hơi kém, ừ mạng nó yếu nên hình nó hơi kém á, nhưng mà nghe tốt đúng không?
Dán đơn lắm, cái đó là dán đơn. Thêm cái dán đơn nữa, cái dán đơn anh chị lưu ý dùm cho Thắng luôn, là tại Thắng muốn muốn cung cấp với anh chị rằng là cái dán đơn đó để tránh cái sự lừa đảo của doanh nghiệp. Mà bởi vì sao? Bởi vì mình mặc định với cái việc mà ở thị trường Việt Nam mình á, thì chắc là PE khoảng tầm trên dưới 10, hiện tại người ta đang chấp nhận ở cái vùng 10 trên dưới 10 là giá hợp lý. À, tùy theo đặc thù từng ngành nữa, nhưng mà phần lớn là em đang xài đơn giản như thế. Kiểm tra đến 10 năm kinh doanh nhá, là để gì? Để gì một cái doanh nghiệp mà nó có cái sự phát triển ổn định bền vững trong 10 năm thì không có không không phải là người ta lừa mình đâu. Bởi vì lừa nhiều năm như thế thì nếu mà người ta lừa được á thì thôi tiếp tục để cho người ta lừa. Hay giống như Vinamilk, các anh chị kiểm tra ví dụ 15 năm đi. Nó lừa được mình 15 năm rồi, hệ thống tài chính của nó mà có thể làm báo cáo để lừa được anh chị được 15 năm rồi thì thôi tốt nhất là họ lừa giỏi quá, lừa cả cái xã hội Việt Nam 10 15 năm vừa rồi thì nên tiếp tục để cho họ lừa. Đúng không? Em nói thế, bởi vì khi mình kiểm tra như thế mình sẽ loại ra được những cái doanh nghiệp mà tào lao lung tung. Thì mình sẽ tìm kiếm được những cái doanh nghiệp tốt mà mình đang muốn xét theo cách cơ bản thôi. Em chưa nói đến những người mà hiểu về 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 phân tích chuyên sâu, em chỉ cần nói cái cơ bản thế thì đã. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nha. Có một cách nữa mà cũng 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 thêm một cái thứ mà để cho anh chị rất là cơ bản luôn để tránh những cái trường hợp mà rủi ro ngắn hạn, ngoài cái việc phân tích cơ bản đó về mặt 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 doanh nghiệp nha, thì anh chị vào một cái biểu đồ, ví dụ thường thường em thấy là biểu đồ ví dụ như cổ phiếu 8 chẳng hạn. Anh chị kiểm tra cho em đa khung thời gian đó, đa khung thời gian tức là kiểm tra biểu đồ theo 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 tháng này, theo tuần này và theo ngày. Nếu nếu ba cái biểu đồ mà cả tháng tuần ngày nó đều nhìn thấy một cái xu hướng giá đang có cái việc mà cứ lên đều 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 á, thì đó là một doanh nghiệp mà anh chị đáng xem xét để mua vào. Bởi vì cả đa khung thời gian, cả biểu đồ tháng, cả biểu đồ tuần và cả biểu đồ ngày nó đều thể hiện một cái doanh nghiệp tốt, thì không có lý gì mà người khác đang đánh giá tốt như thế mà nó bẻ cái ngang cái câu chuyện là mình nhận định sai được. Bởi vì một doanh nghiệp như thế thì đây nó đang hội tụ rất là nhiều cái bộ óc, cái bộ não đang nghiên cứu về nó, thì mặc định người ta chấp nhận với cái câu chuyện giá mà cứ tăng trưởng đều lên như thế, thì đương nhiên doanh nghiệp đó bản chất coi lại doanh nghiệp, em nắm chắc với anh chị là nó cũng là doanh nghiệp tốt. Em lấy ví dụ cổ phiếu 8 đi, em đăng cái link cổ phiếu 8, thôi em đăng cái link kiến lửa đi, fan đi, nhưng mà cái này nó phải đăng nhập nên là thôi em đăng cái cổ phiếu 8 để cho anh chị dễ dễ xem. Đây, cái này là cái dùng để phân tích kỹ thuật ở dưới á. Đó, cái link đó là cái link mà dùng để phân tích biểu đồ á, thì anh chị nhìn vô phân tích cái biểu đồ, biểu đồ thì anh chị nha, ở phía dưới á, nó có cái chỗ mà xem biểu đồ theo tháng á, kéo dưới chút xíu nó có cái xem biểu đồ theo tháng á. Thì anh chị bắt đầu xem biểu đồ theo tháng, em lấy ví dụ một cái con cổ phiếu mà ít người để ý đến, nhưng ngày đầu tiên em đi làm cái nghề này ở công ty chứng khoán BIDV á, thì em có biết đến con DHC á, con Đông Hải Bến Tre á. Đấy, anh chị nhìn cái biểu đồ theo tháng của nó có đẹp không? Đây này, em quay đầu lại cho anh chị nhìn nhìn cái biểu đồ theo tháng của nó này. Đây, anh chị nhìn thấy cái biểu đồ tháng của của công ty Đông Hải Bến Tre không? Đó, nó đi lên rất là đều, ổn định, bền vững từ những ngày từ năm 2013 đến bây giờ, nó đi lên như thế. Đây, đây là biểu đồ tháng, đây em kéo xuống dưới anh chị nhìn nhá. Đây, cái chỗ này này, xem biểu đồ theo tuần này. Đây này. Đó, kích vào biểu đồ theo tuần thì anh chị sẽ kiểm tra biểu đồ tuần. Tuần thì á để xem dài, anh chị xem cho em 3 năm đi. Đấy, ok, đấy thấy không? Biểu đồ tuần nó lên một cách bền vững như này, anh chị thấy không? Tốt không? Thì thấy nhìn thấy là nó lên lên như này, có phải đáng để đầu tư không? Đấy, tuần. Còn đây là đây nha anh chị xem nhá, xem biểu đồ theo ngày này. Đây này. Đó, biểu đồ theo ngày này thì xem nó khoảng tầm 2 năm hoặc hoặc là 3 năm đi. 2 năm đi. Đó, em chỉnh anh thấy không? Thấy anh chị thấy không? Đây này nó lên này, lên như này này. Thì đấy, nhìn cái biểu đồ như này, đến đoạn này nó chứng thì chút xíu em giải thích tại sao đến bây giờ nó chứng. Nhưng mà nhìn biểu đồ anh chị kiểm tra bằng giải pháp kiểu biểu đồ mà thấy những cổ phiếu như thế này thì mua chỗ nào anh chị có mua sai ngay cái chỗ đỉnh này này thì anh chị nắm giữ rồi cuối cùng nó lại cũng tăng. Đó, cái giải pháp này này nó rất là giản đơn luôn, nhưng mà những cổ phiếu theo cái kiểu như này đây em soi cho anh chị thấy. Giả sử anh chị không không giỏi, mua chặt ở đây đi. Anh chị cứ giữ thì nó cũng sẽ tăng. Mua chặt ở đây cứ giữ thì tiếp tục nó vẫn tăng. Và anh chị có mua sai ngay cái đỉnh cao này luôn đi, đây chỗ này đi, chỗ mũi tên em chỉ đây thì nó vẫn tăng. Đấy,
Và đến một cái ngưỡng nào đó thì anh chị phải biết nhận biết là đến đâu nó sẽ là ngưỡng và tại sao đến đó nó là ngưỡng. Thì chút xíu em giải thích, em mở cái cà phê app ra em nói với anh chị thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ ngưỡng. Đây em để như trạng thái như thế này, em đang cầm máy luôn, em để cái cà phê app luôn cho anh chị thấy là đây DHC, gõ vào đây cho em, đây DHC, đây công ty Đông Hải Bến Tre, đây enter. Thì đây thì bắt đầu em mới giải thích cho anh chị thấy này, đây này, cái giá của nó đây là hợp lý hay không hợp lý, anh chị nhìn thấy này, P trên R này, đây để em focus lại cho anh chị, chờ em đi, đó đó đây 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 này, P trên R đây này, đó thấy không, cái này P trên R này, P/E của nó bằng 9.59 là nó đang là khá là hợp lý, và EPS cơ bản á là 3.91 thì giá nó khoảng 39 thì 37.5 39 là hợp lý, con này đang hợp lý đúng không? Thế nhiều người nhìn vô cái biểu đồ hồi nãy em bảo em u con này nó tăng kinh quá, nó tăng 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 từ cái thời năm 2013 đến giờ là từ giá 16 mà bây giờ nó giá 40 rồi, nó tăng nhiều, cái này cổ phiếu này đắt quá rồi, sao đắt đó, định giá giản đơn là nhìn này này, này. Đấy đây cái cách hồi nãy em nói với anh chị đây này, em để này cho anh chị dễ nhìn hơn đúng không, nhìn thấy là P/E bằng 10, giá 339 là hợp lý giản đơn nhất, mà trong khi đấy giá trị sổ sách nó có ghi luôn này 19 này, kiểm tra những cái thông tin của em này, thông tin cơ bản này, đây đây ngành nghề kinh doanh là ngành bao bì này đúng không, vốn điều lệ là 255 này, khối lượng cổ phiếu hiện tại đang lưu hành là 26 triệu cổ phiếu này, đây này cái chỗ mũi tên em để này đó 26 này, thấy không, vốn hóa thị trường là 959 tỷ này, tức là vốn hóa tức là lấy cái giá của cổ phiếu mà nhân với khối lượng này nó ra vốn hóa đó, ngành nghề kinh doanh này. Ê, những người trong chỗ hội đồng quản trị này họ thấy là giá cổ phiếu hợp lý này, họ đăng ký mua vào quá trời luôn này, thấy không anh chị, thấy không, đó vợ vợ của ông Lê 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 Bá Phương này đăng ký mua này, rồi mấy người đăng ký bán thì chưa bán được này, đấy đó là những cái thông tin cơ bản, còn đây là thông tin cơ bản này, nhìn này, ngành nghề kinh doanh là cái gì, lịch sử hình thành phát triển này, ngành của họ là nuôi trồng thủy sản với lại cái gì sản xuất bao bì này, nhưng ngành chính của công ty này là sản xuất bao bì giấy phục vụ cho ngành thủy sản và một số doanh nghiệp thủy sản ở dưới miền Tây ở đây này, cái trang web của họ đây này, họ đăng đây này, kích vào đây ra trang web của cái công ty đó này, Dohaco này, đây họ sản xuất đây này, kinh doanh cái sản xuất các cái giấy này này, bao bì giấy này này, đó anh chị tìm hiểu nhiều hơn và chuyên sâu hơn đấy, thấy không, đây là những cái thứ mà họ đang kinh doanh này. Cái này thì là trường hợp em lấy ví dụ thôi chứ còn em không khuyến nghị mua bán gì đâu nha, nhưng mà cũng nói trước luôn là em đang hướng dẫn cái cách phân tích thôi đó, thấy chưa. Tiếp theo nha, anh chị kiểm tra dùm cho em, hồi nãy em có nói về thông tin tài chính nhá, kiểm tra đây là cái nó theo quý này, thấy không, quý tư này, quý một, quý hai, quý ba này, thấy không, lợi nhuận của nó này, doanh thu này, một doanh nghiệp có doanh thu có lợi nhuận rất là ok này, tổng nợ thì cũng rất là ít này, tổng nợ vừa phải so với lại vốn chủ sở hữu, tức là họ phải sử dụng đòn bẩy margin không cao, đây này, đây này nhìn theo quý này, tổng nợ là 136 tỷ mà tổng giá trị là 496 này, ok đó. Rồi anh chị kiểm tra cho em cái thứ để nó không lừa đảo mình, nó là kiểm tra 10 năm, đây em kiểm tra hiện tại là 4 năm này, thấy không, theo năm tài chính này, doanh thu này tăng nhất đều, doanh thu bán hàng là 341 năm 2012, đây anh chị nhìn thấy không, đây em không phải nói này, anh chị nhìn thấy đúng không, đây là cái chỗ mũi tên em này, năm này là doanh thu này, doanh thu bán hàng cấp dịch vụ, còn phần cái phần phía dưới này, cái năm 2012 á nó còn bị lỗ nữa, đây này thấy không, nhưng mà đến nay 13 thấy không, lợi nhuận tăng này, lợi nhuận tăng này, lợi nhuận tăng này, và đến năm nay này theo quý này ba, đây anh chị thấy ba quý gần đây không, đây đó quý một, quý hai, quý ba đó, nó tăng thế này thì đương nhiên cái câu chuyện nó là tất lẽ di ngẫu là nó tăng. Còn anh chị cẩn thận hơn nữa thì bách lại cho em kiểm tra thêm những cái năm về trước nữa, đây này 2008 nó như thế nào, tình hình kinh doanh nó như thế nào, thì không ai lừa anh chị được đâu, bởi vì báo cáo này nó 10 năm mà sao mà lừa, đúng không anh chị, anh chị ủng hộ em cái đúng không, đúng không, đó đây này anh chị ủng hộ em chia sẻ cho em trên trên bụi đời chợ chứng với các thứ đi, em nói tiếp con hết hết, hết. Số lượng người xem ít quá, hết hết cả hào hứng nói rồi. Đấy, đấy, ok. Thì đó em mới mới đưa ra những cái phân tích như thế để anh chị xem. Rồi sau đây thì em sẽ quay lại cái màn hình cũ của em nói thêm một cái thứ nữa, đó là chia sẻ đi, chia sẻ có bạn nào ở đó đi, chia sẻ trên các cái diễn đàn á, trên câu lạc bộ bụi đời chợ chứng với các thứ đó, nhiều người cùng xem. Vui. Đây em đang quay màn hình nên là em này ấn vào đây này. Ấn vào cái link của em này, ấn ấn chia sẻ này. Đấy, ấn đây này, đó ấn chia sẻ này. Ví dụ giả sử chia sẻ trên 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 một cái những cái nhóm thì ấn ấn vào đây này, nhóm này. Nếu giả sử đánh bụi đời giải chứng này, đó chia sẻ giùm em cái đi đó, em ấn cái là chia sẻ thôi. Đó là cái của em là đang chia sẻ rồi, nhiều người cùng xem thì hào hứng nói nó vui hơn, đúng không? Rồi tiếp theo em sẽ nói cái đi sâu hơn một chút, cái cơ bản là như thế. Em quay mặt lại cái mặt em đi,
Nhìn mặt em lắm cũng chán nhưng mà thôi cứ quay lại đi, tí nữa cái gần nào quay vào màn hình thì em quay màn hình. Đây. Để tiếp theo em nói với các anh chị là những cái dán đơn nó như thế. Ok, anh chị đồng ý với em chưa? Nó dán đơn nó là như vậy. Nhưng mà ngoài cái dán đơn nó thì có những cái cổ phiếu á, nhìn trên các cái chỉ số đó thì nó lại có cái PE cao lắm. Em lấy ví dụ Vinamilk đi, lấy ví dụ Vinamilk đi. Vinamilk thì anh chị cũng mở cái cà phê app giống hồi nãy em mới làm á, mở Vinamilk ra thì thấy P trên E nó là 19. Vậy anh chị mới đặt ra câu hỏi là ủa PE của mình mặc định là nếu mà giá đã dán đơn á thì có 10 thôi, mà sao này 19 là mắc quá không? Đắt quá không? Thì vấn đề của mình đặt ra ở đây là làm thế nào để biết nó đắt hay rẻ? Thì sử dụng một cái P trên E khác, đó là PEG, P trên EG, G là growth á, thêm cái phần tăng trưởng nữa. Thì sẽ với Vinamilk, em lấy ví dụ Vinamilk thì em nói với anh chị luôn là dùng cái giải pháp đó thì em sẽ ra được cái PEG của nó là gần 3 cơ. 3. Thì nó hơi đắt, với Vinamilk là hơi đắt. Nhưng bù lại thì cái phần quy mô á, cái phần quy mô, cái này nó đi vào hơi chuyên sâu chút. Cái phần quy mô là doanh thu của một cái doanh nghiệp mà quy mô 40.000 tỷ á, và cái lợi nhuận mà đem đem lại cho cổ đông là khoảng tầm 8.000 tỷ một năm á, thì cái việc cái quy mô nó sẽ bù lại cái phần đó. Bởi vì anh chị cầm 15.000 ra ngoài kia mua một mớ rau 15.000, sau đấy đi bán lại cho một cái người nào khác với giá 30.000, anh chị lời 100%. 15.000 làm được chứ 150.000 tỷ anh chị làm kiểu gì, đúng không? 40.000 tỷ ví dụ như là của nó doanh thu là 40.000 tỷ, mà kiếm lời được là doanh thu 40.000 tỷ mà kiếm lời được, có những năm họ kiếm lời được đến 10.000 tỷ, thì đúng là cái quy mô họ lớn mà họ kiếm lời rất là kinh khủng, đúng không? Anh chị thấy không? Đó là đã là quy mô lớn mà lại tỷ suất sinh lời, mà theo cái chút xíu em sẽ bày về cái chuyên sâu hơn chút xíu thôi, không 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 quá sâu lắm đâu, anh chị nghe nghe được. 10 tỷ, 10 tức là lợi nhuận sau thuế của công ty là 10.000 tỷ trên doanh thu là 40.000 tỷ. Làm ăn cái gì mà lời cứ dữ, anh chị bán cà phê làm gì lời mà phiếu vốn nhỏ nhỏ chút xíu cũng không lời bằng như thế. Chính vì cái quy mô nó như thế nên là họ làm được cái việc đó, họ làm được chuyện đó thì họ mới đánh giá cao cái công ty này, và PE của nó không còn là giống như cái PE giản đơn của anh chị em nhà mình hay 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 dùng nữa, đơn giản nữa. Và để kiểm tra xem là doanh nghiệp này nó có lừa đảo không thì ta lại cũng vẫn cái giải pháp cũ đó, ta kiểm tra hết lại. Thì ui rồi em nói với anh chị như những năm về trước á, tại sao mà Vinamilk nó cứ tăng miệt mài, mà nếu như thực tế mà đã cộng với phần cổ tức của Vinamilk ở cộng cái phần mà nhiều lần nó chia tách á, thì em nói thật với anh chị sẽ kinh hãi luôn. Giá Vinamilk vẫn không phải là 125, mà các anh chị cộng hết tất cả cái đó vào thì giá Vinamilk bây giờ là 1.370.000, khoảng tầm thế. Em đánh giá không chính xác con số nhưng tầm tầm khoảng hơn 1.300.000 một cổ phiếu, cộng hết cái phần cổ tức phải chia chác vô. Tính từ cái giá lúc phát hành lúc 10.000 thì giá hiện tại nếu không có chia cổ tức bằng tiền, không có tách cổ phiếu theo kiểu là chia một một á, thì giá chính xác của nó là lúc phát hành ban đầu là 10.000 và giá bây giờ là 1.370.000. Nó còn kinh khủng hơn là cái công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett đấy. Anh chị đừng có tưởng, anh chị nói chung là Vinamilk lên kinh khủng lắm. Chính vì cái việc đó mà rất nhiều người cán bộ công nhân viên của Vinamilk giàu to, giàu khủng khiếp, giàu kinh khủng luôn, là nhờ vào cái câu chuyện là doanh nghiệp họ làm được cái điều thần thánh. Thì anh chị cứ không tin em thì cứ kiểm tra lại về cái báo cái trên cà phê app thôi, còn anh chị nào dành hơn nữa thì phải đi đọc vào chuyên sâu vào từng báo cáo tài chính của từng năm. Cái đó thì lại là khi mà bỏ lượng tiền lớn thì anh chị phải đọc nghiên cứu từng năm nó tăng trưởng nhờ đâu, cái dòng tiền đến từ đâu, doanh thu đến từ đâu, lợi nhuận như thế nào, cái đó thì lại là chuyện chuyên sâu. Nhưng chuyện cơ bản anh chị cứ kiểm tra giùm em. Đây anh chị bách lại theo cái xem tài chính năm á, từ những năm 2000 luôn, ở trên cà phê app thì nó có đến năm 2004 rồi, thì anh chị nhìn thấy từ năm 2004 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của nó có 4.000 tỷ, 4.226 tỷ thôi, và lợi nhuận sau thuế của nó có mỗi 500 tỷ thôi, mà đến nay là sau 10 năm em, nó còn trước đó nữa, là hôm nay là năm 2016 là khoảng 12 năm, mà nó tăng lên là gấp 10 lần, là doanh thu của nó lên 40.000 tỷ và lợi nhuận lên tới cả chục ngàn tỷ. Thì anh chị mới thấy là doanh nghiệp họ làm gọi là rất rất cực kỳ tốt, và theo các năm thì nó tăng trưởng đều đặn luôn, doanh thu cứ mỗi năm tăng thêm. Tốc độ tăng trưởng của Vinamilk nếu theo cái dân tài chính bọn em phân tích á, đây trên tường của em có luôn một cái bài mà của anh Hoàng Thạch Lân, anh làm phái sale mà đánh giá cái tốc độ tăng trưởng á, ROE đó, tức là lợi nhuận trên 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 vốn chủ sở hữu á,
ROE, cái chỉ số tài chính này chắc nói chung dân dân chuyên thì biết biết đã nghe biết ngay, em nói tiếng Việt là ROE đó. Nhưng mà cái đó mới thấy rằng là năm nào nó cũng có suất sinh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn trên 20%, có những năm lên tới 50%. Anh chị mới thấy nó kinh khủng đấy. Nên là cái chuyện giá nó có cái PE, em giải thích cái PE của nó cao á là vì vậy. Nhưng mà để mà cái giải pháp giản đơn này đến ra làm gì để mình có một cái tầm nhìn xem là các cái phòng phân tích các công ty chứng khoán nó đánh giá, nó đưa ra một cái nhận định, nó đưa ra một cái định giá, nó định giá đúng hay sai hay là chỉ là có cảm quan cá nhân của chúng nó thôi, là cảm quan cá nhân của các phòng phân tích thôi. Và cái việc họ đưa ra đánh giá đó là cái do họ kỳ vọng vào lợi nhuận của doanh nghiệp đó vào tương lai, hay là họ đưa ra cái áp đặt về cái việc, bởi vì khi mà định giá nó luôn luôn liên quan đến cái P/N. Cái việc P/N dùng bao nhiêu thì ngày xưa ví dụ như bên em làm tư vấn cổ phần hóa cho Việt Nam Airlines á, thì dùng cái P/N của các hãng hàng không ở khu vực châu Á, thì khi mà dùng cái đó thì cái giai đoạn đó có một cái vụ mà lình xình, đó là rớt máy bay của Malaysia, thì thành thử ra là cái P/N của cái hãng hàng không Malaysia nó tăng đang bục cái lên, bởi vì nó rớt bay thì lợi nhuận nó giảm mạnh, cái là tự dưng cái là giá của nó cũng đao mạnh theo, giá của nó đao mạnh theo, thì thành thứ ra là cái giá nó đao như vậy mà cái EPS của nó cũng, tức là nó thay đổi cái đó thì PE tự dưng nó pụt lên là khoảng năm mấy 60.000. Thì nếu lấy cái một cái hãng hàng không đặc thù đó lại cộng dồn với cả khu vực châu Á tạo ra một cái P/N là ví dụ 20.000 chẳng hạn, ví dụ là bằng 20 đi, dùng cái đó để mà định giá Vietnam Airlines là lấy căn cứ như thế, thì em thấy nó cũng không đúng. Tại thời điểm đó em thì em không dám phát biểu vì lúc đó em còn đang non lắm, em không phát biểu, nhưng em nghĩ thế nó không đúng. Dùng đó để định giá, dùng cái PE bình quân của khu vực châu Á như thế là không đúng, hoặc là nhiều thứ lắm, nói chung là nhiều vấn đề lắm. Rồi sau đó là trong cái kỳ vọng về tăng trưởng á, để nó có một cái thứ để định giá, em nói hơi sâu chút nhưng mà anh chị cố gắng cái chỗ nào không sau này em giải thích sau. Cái việc định giá nó còn phụ thuộc vào ngoài cái P/N là mặc định, nếu anh lấy P/N bằng 10, 11, 12, 13, 14 thì cái giá giả định của anh nó sẽ khác. Cộng với cái chuyện là lại thêm một cái món nữa là nó kết hợp với cái việc tăng trưởng á, tức là tốc độ tăng trưởng kỳ vọng của anh, nếu như mà anh mặc định là 20%, 50% hay 70%. Bao nhiêu đấy là do anh kỳ vọng vào tương lai. Sau đấy một cái anh phân tích, anh đưa ra cái kỳ vọng đó. Đây anh ngồi nhân. Ồ, anh lấy cái đó rồi sao anh mặc định cá nhân của anh là anh kỳ vọng đang nằm thế, rồi ngồi nhân nhà giá nó cũng không đúng, đó là ý thức chủ quan. Vậy làm cách nào để loại trừ cái ý thức chủ quan của analyst, thì ta dùng các cái phải giải pháp cá nhân của ta, ta phải đi tìm cái lối lối đi riêng, đúng không anh chị, thấy em đúng không? Xin phép cho em làm ly nước. Dạ. Thấy em nói cái món này các anh chị thấy sao? Bây giờ em nói đến PEG. PEG để thể hiện là cái việc mà cái PE của Vinamilk 19 đắt hay rẻ, hay là ví dụ thể hiện cái PE mà của BMB á, Nhựa Bình Minh á. Em lấy ví dụ những cái doanh nghiệp lớn đầu ngành đi cho nó dễ 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 dễ. Là PE của nó là 13.35. Theo cái cách giản đơn của mình là bằng 10, vậy 13.35 đắt. Đó, đắt. Mà nó thực tế nó không đắt, không đắt là bởi vì thế này này. Các anh chị làm cái đầu tiên là cái giản đơn nhất đi, đó là so sánh, bởi vì năm 2016 nó chưa có kết quả kinh doanh của cuối năm, thì em lấy ví dụ là năm 2000 em mở cái màn hình máy tính lên để anh chị nhìn nó dễ. Đây, các anh chị nhìn đây, gói vào cổ phiếu công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ấy, giá của nó đang tích lũy rất là đẹp, từ cái vùng 160 bây giờ lên vùng 191 cái nó dừng ở đây. Hình như là mùng 3 tháng 1 là chia cổ tức đây này, 30 tháng 12 là ngày giao dịch công quyền chia cổ tức 2% này, kiểm tra thông tin rồi. Nhưng mà em đang nói về quay lại cái vấn đề chính là PEG, thì các bạn, nhiều bạn thì sử dụng cái vấn đề lợi nhuận, tức là nhìn cái tốc độ lợi nhuận của năm 2015 so với năm 2014 xem nó tăng trưởng bao tự gọi là bao nhiêu phần trăm. Dễ lắm, lấy 518 chia cho 376 trừ đi 1 là nó ra tốc độ tăng trưởng. Đây, 518, 518 chia cho 376. Đây, chia cho đây 376 và trừ đi 1, vậy tốc độ tăng trưởng của nó theo lợi nhuận á là 37%. Đây nhìn thấy không? Trừ đi 1 là còn lại 30.37 nhân 100% là ra 37,7%. Đúng chưa?
Đấy, anh chị nhìn cái ra cái tốc độ tăng trưởng này này, đó cái lợi nhuận của năm 2014 em lấy ví dụ 14 với 15 thì anh chị làm cái việc 15 với 16, em chưa kết quả 16 nên em làm cái chuyện này. Đây anh chị nhìn thấy không? Đó. Ok. Thì anh chị thấy tăng trưởng 37%. Tăng trưởng 37% thì cái PEG tức là giả sử đây quay lại cái vấn đề P/N. P/N tức là một đồng lợi nhuận doanh nghiệp làm ra, thì cái người đầu tư tài chính kỳ vọng là giá nó gấp 13,35 lần P/N, tức là 13,35 lần, tức là cứ một đồng lợi nhuận thì người đầu tư kỳ vọng rằng là chấp nhận bỏ ra cái số tiền là 13.000.35 để mua cái cổ phiếu này khi nó làm ra một đồng lợi nhuận. Đúng chưa? Thì như vậy thì với một đồng lợi nhuận họ bỏ ra như vậy thì phải mất đến 13 năm, 13 năm để họ thu hồi lại cái vốn đó, thu hồi lại cái số tiền 13.350 đồng để đầu tư cho công ty này. Thì vì mỗi năm nó làm thêm được một đồng, nhưng vì cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của nó nhanh 37% lận, thì cái năm mà cần phải đến nhanh để thu hồi vốn á, nó sẽ nhanh hơn, thay vì 13 năm có khi nó rút xuống còn có 7 năm thôi. Đúng không? Anh chị hiểu cái ý em nói không nào? Ok. Thì nó như vậy thì đồng nghĩa với việc là khi mà nó em giải thích theo đúng rất là thô sơ thôi, nhưng anh chị sẽ dễ hiểu, bởi vì là khi nó giảm như vậy, tức là cái năm nó không còn phải quá quá xa để thu hồi vốn nữa, thì doanh nghiệp đó nó sẽ được giá, người ta sẽ chấp nhận với cái bờ cao hơn. Cao hơn để làm gì? Bởi vì khi mà thu hồi vốn nhanh thì họ chấp nhận với giá cao thôi. Hiểu hiểu nhé, cái đó không hiểu không thì chắc nếu mà được 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 gặp trực tiếp hay là nói chuyện trực tiếp thì nó dễ giải thích hơn, nhưng mà nói qua cái này thì nó hơi khó đó. Thì thế nên là mình sẽ đánh giá bằng cái việc là PEG là nằm cái mình hay cảm nhận là bằng 1 hay là trên 1 hay dưới 1 đó, thì ta sẽ dùng cái PE hiện tại là 13.35 này. 13.35 này. Đây, 13.35, 13.35 chia cho cái tốc độ tăng trưởng hồi nãy á, hồi nãy anh chị chia là 37% đó, 30 đúng không? 37% đấy, đó, 37% này thì nó sẽ ra được là khoảng 0.36 thôi. 0.36 thì so với lại 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 một mà mình hay hay dùng PEG thì nó có một cái điểm cân bằng là một trên là mắc dưới là rẻ. Thì đó, nó không có 0.36 thôi. Vậy là doanh nghiệp này thì anh chị có nhiều anh chị nhìn thấy là giá 191 đắt lắm. Không phải đắt. PEG của nó có 0.36 à, nhỏ hơn một rất là nhiều. Thường thì em hay dùng là cái điểm cân bằng là 0.5. Thì dưới 0.5 có nhiều người dùng một, nhưng em dùng 0.5 thôi. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì doanh nghiệp nó còn chưa đủ lớn, em dùng 0.5 thôi. Dưới 0.5 là rẻ, trên 0.5 là mắc. Vậy con này nó mới chỉ có là 0.36 thôi. Tất nhiên để tránh loại trừ cái trường hợp là nhiều khi là cái lợi nhuận nó có hay đột biến các năm á, thì anh chị lấy cái tốc độ tăng trưởng trung bình theo các năm này. Tăng trưởng lợi nhuận trung bình theo các năm, ví dụ như 2012 cho với 2013 là 35 này, ví dụ 35% tăng trưởng đi, năm 2013 cho với 2014 là 37, năm 2014 với 2015 là 50, em ví dụ thế. Sau đây là chị lấy cái tốc độ tăng trưởng trung bình thì nó sẽ đúng hơn. Còn để nếu mà anh chị vẫn không ưng với cái câu chuyện lợi nhuận thì anh chị lại sử dụng cho doanh thu, bởi vì doanh thu mới là bản chất của doanh nghiệp. Còn lợi nhuận có thể book lợi nhuận cao hoặc thấp, nhưng doanh thu thì nó sẽ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định thì nó mới thấy rằng là doanh nghiệp nó làm ăn nó ok, nó tốt, nó cực kỳ tốt ở chỗ đó. Thì cái doanh thu của doanh nghiệp mới là nó gọi là cái hồn của doanh nghiệp. Còn lợi nhuận, ví dụ với công ty bất động sản này, một số cái ngành nghề đặc thù nó có thể book lợi nhuận đột biến này kia, nhưng cái doanh thu thì không thể dễ thích book book được, bởi vì có doanh thu, có kinh doanh, có buôn bán hàng thì mới ra doanh thu được, chứ không phải thích book là book, đúng không anh chị? Đúng thì ủng hộ em phát đi, em thấy có 44 người xem chán quá, em quay đầu mặt lại. Đúng không anh chị, đúng không anh chị, anh chị có nghe thấy em nói chia sẻ buổi sáng không? Chắc em nói chút xíu nữa thôi, khoảng 15 phút nữa thôi, còn một số cái chuyên đề bữa sau á, bữa sau em sẽ nói đi vào những cái chuyên đề chi tiết hơn. Em chỉ nói cái định giá và cái làm cái gọi là cực kỳ giản đơn đấy, như thế đến chị nhìn thấy nó là đắt hay rẻ như nào. Quay lại anh chị chứ thì kiểm tra mấy cổ phiếu đầu cơ xem, em thì em không 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 tiện kiểm tra, anh chị kiểm tra những cái thứ em vừa nói xem là nó như nào. Kiểm tra 10 năm á hay 20 năm á, xem nó là 5 năm hay 10 năm á, xem nó như nào, lâu dài như nào. Và anh chị tinh hơn nữa là khi anh chị bỏ tiền vào nhiều, anh chị chịu khó mở báo cáo tài chính nha, tìm xem doanh thu và lợi nhuận của nó từ đâu mà ra.
anh chị em không nói xấu các công ty nào cả, nhưng một vài công ty đầu cơ anh chị mới xem doanh thu nó đến từ đâu, nó đến từ các cái công ty ảo, công ty con, công ty tùm lum tà lá ở đâu đó. Nó mọc ra những công ty là tên là XYZ Aclex, sau đấy là buôn bán qua lại nhau thông tin cứ thứ. Em cá với anh chị luôn đấy, em làm cái chuyện này có khi nó nói linh tinh, người ta nhiều nhiều cái đội lái nó không thích, nhưng mà em cứ nói chân tình nói với anh chị luôn. Rảnh rồi mở ra cũng ngồi trên trang cà phê app luôn, cái phần mà tải báo cáo tài chính á, ở bên ngoài cái chỗ mà thông tin tài chính hồi nãy em bày anh chị, có một cái phần tải báo cáo tài chính, anh chị tải báo cáo tài chính về đọc xem doanh thu nó đến từ đâu, lợi nhuận nó đến từ đâu, hay là book ảo, thì anh chị sẽ biết nó lừa mình hay không lừa mình đấy. Và trong khi mà làm được những cái chuyện của em vừa nói rồi, em đảm bảo với anh chị luôn, cái gì lợi nhuận nhiều thì em không dám nói, nhưng rủi ro thì sẽ giảm thiểu, bởi vì anh chị đang bỏ tiền vào một 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 nơi đáng để mua, mua một sản phẩm tốt, chất lượng, đang kinh doanh làm ăn một cách tốt đàng hoàng. Còn sau này thì phân tích cơ bản để lấy cái nền tảng như thế đã, sau này khi mua giá nào bán giá nào thì nó theo ngày á, thì anh chị lại phải phân tích kỹ thuật với phân tích dòng tiền. Thì sau này em dạy anh chị, em hướng dẫn anh chị, em chia sẻ cho anh chị cái phương pháp phân tích đa khung thời gian trên biểu đồ kỹ thuật, phân tích các chỉ báo. Ví dụ em sẽ có thể hướng dẫn anh chị là vị trí MACD này, SMA này, EMA này, rồi Bollinger này, rồi Ichimoku này, rồi RSI này. Nói chung là nhiều chỉ báo đó. Các chỉ báo nó loạn xì ngậu lên, nhưng mà anh chị chỉ cần giỏi một hoặc hai chỉ báo thôi là kiếm được tiền. Kiếm được tiền. Giống như người ta thôi, làm sao mà vừa giỏi côn, giỏi súng, giỏi đủ thứ được, không giỏi được. Chỉ cần giỏi vài một 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 món võ thôi, anh chị sẽ mua bán trong ngắn hạn, nó sẽ chuẩn điểm hơn, vị trí nó tốt hơn. Tất nhiên mọi thứ nó đều chỉ là xác suất cao hơn hay thấp hơn thôi. Còn em nói lại lần nữa nè, thị trường chứng khoán không có chén thánh, nó không phải là khoa học tự nhiên mà nó là khoa học xã hội đấy. Ngành này là nó là khoa học xã hội ấy, chứ không phải khoa học tự nhiên đâu. Đừng đây con số tưởng khoa học tự nhiên, không phải khoa học tự nhiên đâu. Nó biến thiên, nó không có một cái đáp số đúng, không có đáp số đúng. Nó lên nó xuống, nó lên. Hôm bữa hôm qua nói câu quay lại câu chuyện thế giới động này, cứ mỗi lần em nói video xong nó tăng xuống tăng mồm em. Em nghĩ là không có sao, không có vấn đề gì hết, con nào cổ phiếu nào chứ ai muốn nói gì nói. Mình đã đọc, đã nghiên cứu về báo cáo tài chính. Có những lúc đầu tiên mà ngày cách đây khoảng tầm một năm á, công ty chứng khoán công thương á, họ có tổ chức cái hội thảo của thế giới động lần đầu tiên nói về doanh thu và lợi nhuận của thế giới động, em không tin. Em không tin, em nói với lại anh giám đốc phân tích của công ty chứng khoán công thương. Nếu mà anh có nghe được video này của em á, thì anh nhớ hôm bữa là nói chuyện với em ở trên sở HO á về cái câu chuyện doanh thu lợi nhuận, và em với anh tranh luận nhau là ở đâu mà ra lắm doanh thu thế, và anh ấy thuyết phục được em là em tin được cái câu chuyện đó là có doanh thu thật. Phải em về em đọc lại báo cáo, nghiên cứu lại báo cáo tại sao nó ra doanh thu, ngành bán lẻ doanh thu ở đâu mà lắm thế, thì nó đúng là nó là lắm thế. Bởi vì dân mình là dân 90, hơn 90 triệu dân, mỗi một tỉnh nó có một cửa hàng rồi mà đó. Bây giờ các tỉnh lẻ em thấy cũng mua thế giới di động nhiều lắm nhưng không đó. Rồi mọi người cứ hô là này kia, anh chị dùng cái giải pháp đơn giản của em vừa rồi á, tính lại xem PEG của nó là bao nhiêu. Em tính không nhầm mà PEG của nó là thấp lắm, có 0.3 hay 0.2 gì đó. Vậy giá của nó từ cái chỗ PEG đó, anh chị có thể dùng cái chuẩn của em là hay dùng là PEG là 0.5 á, lấy 0.5 nhân ngược lại nó sẽ ra cái giá, và anh chị sẽ biết được cái giá tại sao người ta định định giá là 210 hoặc 220. Rồi anh chị cũng từ đó linh ra những cái việc khác, nó đơn giản thôi, nhưng mà nó chứng khoán nó không quá khó, đừng làm cho nó phức tạp lên là do mình tự nghĩ thôi, tự nghĩ phức tạp thôi, nó cũng có thế thôi. Nên là anh chị cứ nhân lên sẽ ra được cái vấn đề đó, đúng không nào? Nó sẽ ra được cái giá đó, định giá rồi các báo cáo họ gửi cho mình, những cái anh phân tích ở công ty ABCDF, em không chê không đơn vị nào cả, nhưng mà em không có tin bất kỳ một đơn vị nào một cách gọi là mù quáng hết. Em tự kiểm tra lại những vấn đề em đang làm, em kiểm tra lại các vấn đề em đang làm, em nghe và em phải kiểm tra lại, phải biết kiểm tra thông tin. Bởi vì cái mình không có cái quyền gì hết, mình không có giỏi hơn người ta đâu, nhưng mình có một cái quyền, đó là có quyền mua hoặc bán, tức là mình có quyền enter hoặc không enter. Anh chị và em có một cái quyền lợi thế, đó là thứ nhất là dòng tiền rất là ít, mua bán rất là nhanh, mua phát được ngay, bán phát được ngay. Em nói đi nói lại chuyện này nhiều rồi, nên là anh chị lợi thế hơn là gọi là bước chân của những của nhỏ, giống như là một thằng đi ô tô với thằng đi xe máy, mà đi ra đường kẹt thì thằng ô xe máy chạy nhanh hơn đấy. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, anh chị và em á, có nhiều cái quyền lựa chọn hơn rất nhiều so với các tổ chức lớn, bởi vì tổ chức lớn họ có một dòng tiền lớn, họ phải giải ngân
làm sao cho hết đó và giải ngân vào đâu cho đúng như chúng cho hợp lý thì nó sẽ ít lựa chọn hơn mình. Mình có nhiều lựa chọn lắm, 800 bây giờ có khi cả nghìn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán anh chị có thể chọn, có quyền chọn. Nó không giống như là cái việc mà anh chị đi đánh lô đánh đề hay mua vé số chỉ một cái vé duy nhất. Anh chị không, anh chị có được chọn con này không hợp lý, không thỏa mãn tiêu chí của anh chị bỏ đi, chọn con khác giùm em. Thấy vẫn không hợp lý về các cái tiêu chí của anh chị bỏ đi, chọn con khác. Anh chị chọn khi nào mà chọn đến khi mà chọn chán đi rồi không cảm thấy là thấy là cái nào tốt nhất, anh chị đầu tư vào cái tốt nhất cho em. Có thể những cái tốt nhất anh chị đầu tư trong ngắn hạn nó sẽ có thể bị lỗ chút bởi vì anh chị chưa biết điểm mua đúng nên là nó hơi lỗ chút. Hoặc là các anh chị có thể mua sai ngay trên đỉnh nhưng không sao. Nếu đã là cái thứ tốt anh chị không mất hoàn toàn tiền đâu mà anh chị lo, cùng lắm là mất chút xíu sau đấy vài mỗi qua thời gian nó sẽ lời lại cho anh chị. Đó là cái em chia sẻ chân tình. Có rất nhiều người nói ăn tục bốc phét, nói này kia rồi căn cứ ở đâu số liệu như thế nào. Em nói với anh chị em làm việc khá là nhiều, em dùng phái Excel cũng cũng không bằng anh Hoàng Thạch Lân. Anh Hoàng Thạch Lân là một trong những người mà em ngày xưa em rất 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 quý bởi vì ông không giỏi về các cái khác nhưng mà Excel cũng rất là giỏi. Ông vẽ Excel thì mê luôn. Ở trên mạng có ông Hoàng Thạch Lân đó, anh chị gõ đi tìm ông đó. Ông làm Excel cực kỳ đẹp, phân tích thì tuyệt vời luôn. Ông là analyst, vợ của ông là analyst bên chứng khoán ngân hàng Vietcombank, vợ là đang phụ trách mảng dầu khí. Còn anh á là ngày xưa là cũng làm bên sở, sau đấy nói chung là anh rất giỏi về vấn đề về Excel. Và anh chị cũng phải làm như thế. Nếu anh chị đã yêu thích một cổ phiếu nào đó mà đã đến cái lúc anh chị đã chọn được một cái cổ phiếu anh chị yêu thích thì phải mở báo cáo tài chính của nó ra và làm file Excel tính toán cái tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu, của lợi nhuận, của rồi nghiên cứu vấn đề nợ. Bởi vì thêm một vấn đề nữa là anh chị cũng lưu ý dán đơn cho em, đó là cái vấn đề là tổng nợ ấy. Ông vốn chủ sở hữu ông có 100 tỷ mà ông vay nợ 400 tỷ thì chắc chết chắc. Bởi vì anh sẽ lợi nhuận rất đột biến nhưng nếu có rủi ro về mặt tài chính là anh chết. Nên là anh chị cứ để ý cho em, có những con cổ phiếu giá rất mềm, EPS rất là cao. Cao bởi vì sao? Bởi vì nó dùng đòn bẩy quá lớn, nó có 100 tỷ thôi mà nó dùng đến 500 tỷ tiền vay lận thì đương nhiên là lợi nhuận nó nhiều. Lợi nhuận nó nhiều đồng nghĩa với việc EPS á, opening uptrend thì đó kiểu tiếng Anh em cũng rất tốt không biết, nhưng mà nói tóm lại là cái lợi nhuận trên một cổ phiếu nó cao. Nó cao bởi vì nó dùng đòn bẩy nó ra cao thôi nên nhưng mà giá nó vẫn rẻ. Ví dụ như HUT anh chị cứ hỏi em một phút đó. Anh chị nhìn xem nó vay nợ bao nhiêu. Đó em tin cứ mở xem à này HUT này. Cổ phần Taco á. Xem là vốn chủ sở hữu nó bao nhiêu, vay nợ bao nhiêu và rất nhiều những cổ phiếu những cái kiểu ngành bất động sản là như vậy. Doanh thu thì cũng là hay có đột biến lắm, lợi nhuận cũng hay có đột biến lắm. Bán tài sản nên đột biến lợi nhuận. Hoặc là vay nợ rất là cao, tỷ suất lợi nhuận sinh lợi trên vốn chủ sở hữu á thì rất là lớn. Lớn bởi vì sao vay nợ? Đấy, vấn đề vay nợ cũng là vấn đề rất là quan trọng trong cái vấn đề phân tích báo cáo tài chính. Em thì cũng chẳng có bằng cấp gì hết, bằng thì bằng tại chức Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh thôi, học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nhưng mà em tự học. Nói chung là em chẳng biết tiếng Anh nhiều nên mà cũng không chưa từng học qua CFA gì hết. Nhưng mà cứ mày mò nghiên cứu và nó thực địa thực chất trên thị trường luôn, thực tế công ty luôn. Chứ không phải là đưa ra những cái chỉ số nghe giống lý thuyết ấy. Em không đưa giống như kiểu lý thuyết. Lý thuyết nó ứng dụng cho Dow Jones, Nasdaq mà cho Nikkei ở bên Nhật đó, bên Mỹ đó, sang đó mà ứng dụng. Còn ở Việt Nam mình á, nó có nhiều cái ma giáo của Việt Nam mình lắm. Nó có nhiều cái thứ mà lừa lọc ở Việt Nam mình nó khác hoàn toàn. Bởi vì dân mình đấy bán ngã thắng được hàng Tây là đánh du kích. Nên là bản chất tư duy của doanh nghiệp, người chủ doanh nghiệp ở Việt Nam mình không mấy người chủ tư duy đến câu chuyện phát triển bền vững, mà họ chỉ phát triển gọi là chộp giật, lấy được cá nhân, tư hiểu cá nhân của họ rất là lớn. Nên là tìm được một doanh nghiệp mà có tư duy phát triển bền vững là rất khó ở Việt Nam mình. Đừng có mặc định cái câu chuyện là cứ nhìn thấy mấy chỉ số là nó tốt, nó không phải tốt như anh chị nghĩ đâu. Hình như không ai xem đấy sao ấy, em chả thấy ý kiến gì cả các bác. Có nói được không mà có nên nói được không, em thấy chả thấy ai ý kiến gì cả. Hôm nay thì chắc là em dừng video ở đây, mai mốt thì có cái để nói tiếp. Em có nhiều chuyên đề lắm, nói chung em đọc lắm sách lắm nên là em ứng dụng thực tế luôn, em đọc đến đâu ứng dụng thực tế đến đó này, em biết lắm thứ lắm. Em có thể nói với anh chị cả ngày, không có bao giờ hết cái vấn đề tài chính. Em không được là giỏi chuyên về FA, TA hay gì hết, không có giỏi chuyên nào hết á, nhưng mà ứng dụng là em biết ứng dụng. Em đọc sách xong em ứng dụng. Ví dụ như là lý thuyết Davat, cái hộp của Davat này, hay là O'Neill này, hay là Limoges, là nói chung là tùm lum nó là Buffett rồi là Soros, em biết biết tất. Nói chung anh chị muốn nghe về cái vấn đề nào mai mốt em nói cho anh chị nghe cái vấn đề đó.
Thật sự luôn, thích nghe về lý thuyết cái hộp của Rabat. Em nói lý thuyết cái hộp của Rabat cho. Nếu muốn nghe về chuẩn đầu tư của O'Neil á, bảy cái tiêu chí đầu tư của O'Neil á, thì ở Việt Nam nếu ứng dụng đúng 7 tiêu chí của O'Neil thì không bao giờ tìm được doanh nghiệp nào có cái đủ hội đủ hội tức là hội tụ đủ cái 7 tiêu chí của O'Neil hết. Chẳng qua là các ông đưa cái lý thuyết O'Neil lên là để dằn con người ta, rồi sau đấy chọn theo cách của các ông nói rằng đó là chuẩn O'Neil, sai bét. Bên em cũng chẳng 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 nói, nhưng mà em nói thiệt, có nhiều đơn vị là cứ sử dụng là ô thế này là lý thuyết O'Neil. Không đúng, không đúng, không đúng. Nói chung là nếu đưa chuẩn của ông vô là không đúng. Doanh nghiệp mình ít lắm, ít doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì doanh nghiệp của người ta là ví dụ 20 năm phát triển bền vững. Doanh nghiệp mình được mấy công ty như Vinamilk phát triển bền vững 20 năm. Hỏi anh chị xem, đố anh chị tìm được cái doanh nghiệp nào phát triển bền vững hai hai ba chục năm ở Việt Nam mình đấy. Mới mở cửa đây lấy đâu doanh nghiệp lớn to phát triển bền vững vậy? Mà bền vững của ông nó lại là các cái chuẩn về doanh thu và lợi nhuận phải phát triển đều đặn, không có đột biến, và tức là không có bất thường. Kiếm đi, đố anh chị kiếm ở đấy. Kinh tế Việt Nam cứ lên xuống như là gọi là biểu đồ hình sin thế kia, thì doanh nghiệp nó cũng lời lỗ lỗ lời lời lỗ lỗ lời, thì làm sao nó đúng theo chuẩn O'Neil được? Mà làm sao mà đem cái chuẩn O'Neil, có nhiều ông ấy, nào chuẩn O'Neil này rồi chuẩn chuẩn gì ghê gớm lắm, em chả thấy đúng, em thấy bình thường đấy. Nói chung là tiền của mình giữ, mình làm theo cách của mình, làm sao đừng mất tiền là được. Theo nguyên tắc của hôm qua nó nói với anh chị về 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 cái ba cái nguyên tắc nền tảng á. Thực ra những anh chị nhỏ lẻ như em ngày xưa em cũng thế thôi, kiếm được đồng tiền nó khó lắm, tháng lương 7 8 10 triệu rồi mãi được 50 triệu gì đúng không, anh chị thấy đúng không? Bây giờ có 50 triệu anh chị ném lên thị trường bùm cái anh cháy mẹ 25 triệu, chán đưa là bao nhiêu mồ hôi công sức là mà làm kiếm cả năm hoặc thậm chí 2 3 năm mới dồn được cục tiền đem này đây nó đốt cái nó ngốn hết. Vì vậy nên là phải tuân thủ cái nguyên tắc mà em nói ra, có ba nguyên tắc sống còn, đó là đừng bao giờ để mất tiền, làm gì làm trước khi enter phải có trách nhiệm với cái chuyện đừng mất tiền của mình, đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, bởi vì cái này em từ kinh nghiệm em là ta mất nhiều tiền bởi vì em ngu nên bây giờ em khôn nhờ em bày cho các anh chị thôi. Cái nguyên tắc thứ hai là đừng bao giờ quên cái nguyên tắc số 1, là nhắc lại là đừng bao giờ để mất tiền á. Và cái nguyên tắc thứ ba nữa là có gì không hiểu thì xem lại hai nguyên tắc 1 và 2 thì cũng vẫn quay lại là đừng bao giờ để mất tiền. Vậy tóm lại là hoặc là không kiếm được lời, hoặc là không kiếm được lời, tức là để nguyên số tiền của mình, hoặc là kiếm được lời, không có cái vế đừng mất tiền. Còn tất nhiên đi vào phân cái chuyện mà cắt lời cắt lỗ chốt lời chốt lỗ để tính thì mình lại phải tính cái sum tức là cái tổng á, tổng tổng lại là cuối cùng trong vòng 1 tháng giao dịch hay 3 tháng giao dịch mình vẫn lời, thì đó nó vẫn đảm bảo cái tiêu chí là không mất tiền. Tất nhiên trong ngắn hạn mình sẽ phải bị mất, nhưng mà mất đi mất rồi lại phải có cái lời nhiều hơn bù vào, cái đó nó lại là cái khác đúng không? Em nói anh chị thấy nghe có ok không, có mạng có tốt không? Công cụ không có gì hết, anh vẫn dùng Ichimoku và MACD với lại thêm nữa là phân tích về volume khối lượng có thế thôi, ba cái đó thôi bình thường. Anh cũng dốt dốt thôi, cũng tự nghiền nghiền ngẫm thôi chứ không có cái khởi gì ghê gớm cả. Và nó là cảm nhận nữa, nó có nhiều vấn đề lắm, rồi cái việc mà cái tư duy nữa, cái tư duy này cứ học cái tư duy trước để hắn rồi hắn học cái vấn đề là cổ phiếu này có ăn được không, viết đây có ăn được không, tại sao ăn lại không ăn, tại sao tin này kia, đừng học cái đó, học cái tư duy này, cái não mình trước, học cái nâng tầm cái tư duy của mình lên. Phải gọi là có rất nhiều cái bạn trong cái nhóm mà năm 2016 có một video là tôi là cái gì gì đó, năm nay tôi sẽ tuyên bố này được bao nhiêu tiền thu nhập không thụ động không phụ thuộc gì đó, tôi nghe ghê gớm lắm. Ok, đồng ý là tư duy các bạn đó, nghĩ lớn, nhưng nghĩ lớn thì phải làm được, nghĩ lớn phải đi xong với cái việc làm, còn nghĩ lớn là vứt đó thì cũng không làm được. Nên tóm lại là mình cũng phải nghĩ rộng ra một chút, nhưng mà mình phải đi thực địa. Nếu đã đam mê cái nghề thì em thấy như thế, các anh chị thấy thì sao, cứ cho em ý kiến ở dưới, cần cái gì em hỗ trợ thôi. Nôm na là nó cũng chỉ như thế thôi. Em thì em nói em chia sẻ cực kỳ chân tình luôn, mong rằng là thị trường chứng khoán và anh chị em mình sau này đầu tư thông minh hơn, lựa chọn đúng và trúng hơn. Còn còn nha, em nói với anh chị nha, ví dụ như là ở cái thị trường mình á, tại sao em lại có list có danh sách có khoảng 50 70 cổ phiếu thôi, bởi vì cá nhân em thấy chỉ có 50 70 cái doanh nghiệp hàng đầu là đáng để mua vào đầu tư, có khi mua sai chốt ôm luôn cũng chẳng chết. Em kể luôn những hàng đầu này, đầu ngành to nhất hiện tại bây giờ là dầu khí, do giá dầu nó giảm
nên là ngành nhiều khi nó hơi xấu chút, nhưng đầu ngành to nhất, doanh thu lớn nhất mà gọi lợi nhuận cũng tốt nhất những năm về trước là gì? Là GAP, Tổng Công ty Khí Việt Nam á. Trừ trường hợp Viettel, Mobi chưa lên sàn em chưa nói. Đầu ngành hàng không là Vietnam Airlines, đầu ngành mà quản lý cụm cảng là ACV, đầu ngành nhựa là Nhựa Bình Minh, đầu ngành xây dựng là Vincom, đầu ngành sữa là Vinamilk, đúng chưa? Các cái đầu ngành thôi, đầu ngành cáp điện là KDV, đúng không? Đầu ngành nói chung là lấy các cái đầu ngành to nhất phân tích tìm ra cái chỗ mà anh chị yêu yêu thích. Bởi vì nó là đầu ngành, nó là lợi thế cạnh tranh, nó là làm ăn kinh doanh ở ngoài xã hội, nó buôn, nó bán, nó làm ăn cho lợi nhuận. Đừng nghe thiên hạ suối bậy đưa vào những cái công ty mà rác. Nó gọi là rác á. Bởi vì có làm ăn cái khỉ gì đâu. Mở ra một mớ các công ty rồi xoay lợi nhuận, xoay doanh thu, xoay xong anh chị nếu mà để tránh người ta lừa mình nhé. Nhưng còn cái giống ở Việt Nam mình á, là này, hôm nay không phải chê nhưng mà thực tế rất nhiều nơi đó là máu cờ bạc. Thấy nó cứ lên sừng vậy sướng. Chứ em hỏi anh chị nha, thế này em hỏi thật, hôm nay anh chị có cái cơ hội đó để kiếm lời, nhưng mà nếu bởi vì anh chị yêu cái nghề này mới làm nó đến 10 năm lận, thế sang năm mình lấy đâu ra cơ hội đó nữa? Thì cái bây giờ cuối cùng là anh chị không có một cái công cụ, có một phương pháp nào cho nó hợp lý, thì suốt ngày cứ đi phụ thuộc vào những cái cơ hội gọi là trên trời rớt xuống, theo kiểu là tin vào một cái đội lái nào đó hay tin vào một cái cơ hội thần thánh. Nhiều người sẽ lập luận với em là cơ hội mà không vào, vào đi ăn được đấy, nhưng cái cách ăn đó kiếm được tiền đó, nhưng rồi nó cũng sẽ mất theo cái cách kiếm thôi. Còn nếu anh chị cứ chậm rãi từ từ, đừng vội vàng, mua bán cái gì cứ chậm thôi, nghiên cứu thật kỹ mua bán. Còn những cái thứ MPA em nói về cổ phiếu A, cổ phiếu B á, em nói là chuyện của em, còn quyết định mua hay bán là của các anh chị, không thể là đổ thừa, không phải là ông này ông nói này kia cái chuyện đó không phải, nó là chuyện của ông á, mua là chuyện của các anh chị, em nhắc lại là cái như thế. Và anh chị để đừng mất tiền thì anh chị phải 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 nhìn thấy, phải soi lại những cái thứ em vừa nói á. Rồi sau đấy nếu mà giỏi hơn nữa thì học thêm báo cáo tài chính, học thêm báo phân tích kỹ thuật, rồi học thêm phân tích dòng tiền, hiểu về tổng quan nền kinh tế, rồi nhiều thứ lắm. Nói chung là thượng vàng hạ cám, đọc là đọc, nói chung nó nằm trong sách á. Anh chị chịu khó đọc sách thì em thấy là ok, sách nó nhiều, nó có hết á. Học trên trường kinh tế thì nó ra nó có cái môn vậy thôi, nhưng mà những cái sách mà sách gọi là cái sách sách nước ngoài mà đọc được tiếng Anh thì tốt, không được thì sách nước ngoài mà dịch á, sách sách kinh điển mà người ta bán là có ví dụ như hàng mấy chục ngàn đầu sách mà tái bản nhiều lần nữa, sách nó rất tốt đọc. Anh chị đọc đọc đi, nó chả cần phải ai dạy cho anh chị đâu, có hết, xong thật. Rồi em kết thúc video ở đây, rảnh thì em lại ngồi em nói chuyện với các anh chị, nếu hào hứng cứ theo dõi em thì em sẽ tiếp tục nói chuyện với anh chị nhiều thứ lắm. Còn tranh luận thì em cũng sẽ tranh luận, nhưng mà cũng không phải là ngồi để tranh luận đúng hay sai cái gì hết, vì thị trường chứng khoán không có đúng sai gì hết. Là ở trên trên tường của em có nhiều bác tranh luận về Thế Giới Di Động hay Vinamilk hay gì đó, em không tranh luận cái theo cái kiểu đúng sai, tranh luận theo kiểu là mở mang kiến thức, tức là mình chưa hiểu chuyện đó thì anh nói cho em biết là tại sao nó là như thế, chứ đừng có vô tường của em để nói yêu chuyện là ô nó nói này ô nói kia, hỏi chứng minh sao không biết. Nói là nói láo, người ta gọi là cứ đến cổng nhà người ta tè cái thì chạy không được. Nói là em muốn là nếu mà phát biểu với em á là em chưa hiểu cái gì thì nói dùm cho em là đấy chú chưa hiểu cái đó đến đến đó, hoặc là gọi điện cho em, có rất nhiều bạn rất là tâm huyết gọi điện cho em, anh ơi cái món này em thấy là như này, cái giá sữa nó tăng, giá sữa đầu ra nó tăng rồi anh ơi, cái món này em thấy là lợi nhuận nó như này, ok bình luận đấy, anh em mình cùng học hỏi nhau đúng không? Chứ không gì hết nhảy vô toàn những ông đâu á, mà đặc biệt là những cái ông mà không có tên tuổi luôn, em mở lên xong em không biết ông ấy sinh ra ở và lớn lên ở đâu, không có cái thông tin lịch sử gì hết, nhảy vô cứ xóa bằng phát là em sẽ xóa, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là em sẽ bỏ bạn luôn, bởi vì người ta bảo có danh thì mới có phận, những con người đó không dám thể hiện cái danh của mình là ai, mà chỉ dám đi để nói bậy thôi là em thấy là không hợp lý. Anh nhất nhất là trên F39 á, rất ít ông dám nói rằng mình là tên là gì, ở đâu và đang làm ở đâu, chỉ dám đưa ra cái nick thôi, cái nick và ghi là Đông Tà Tây Độc Âu Dương Phong gì đó ghê gớm lắm, nhưng phía sau là ông nào không biết, có khi ở phía sau là mới 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 sinh viên mới ra trường á, mà nói là như thánh như tướng á, chưa biết đâu là ai, không dám thể hiện cái danh của mình, nhiều lắm, nhiều ông đầy á trên F39 á. Anh chị vô đứng nghe cái bọn đó nghe nó là ai đâu, nó có dám gọi là chịu trách nhiệm với cái những thứ gì mình nói đâu, nó không hiểu cái câu chuyện là nói ra phải có trách nhiệm với cái chuyện đó, chứ không phải là nói bậy nói bừa đó. Em nói thêm một cái vấn đề để phân loại thông tin, nó là như thế, để anh chị có nghe, có ai vô tình nghe qua thì
góp ý cho em những cái thứ gì mà em làm chưa được. Cái này thực ra em làm bởi vì gì đó em thích. Nhiều khi giống như mấy bữa em tập thể dục mà cái món mà các bạn thách đấu mà tập 22 cái hit đất 22 ngày em có đăng dưới á. Nó nghiện, nói trong nó nghiện, không có ngồi nói chuyện nó cũng vui, với lại hai nữa là cũng là một cái sở thích. Nên truyền lại những cái chia sẻ những cái kiến thức của em cho mọi người. Xem video của em á là nhớ like, chia sẻ. Like chia sẻ trên các nhóm các cộng đồng cho mọi người cùng xem giúp em. Giúp em. Để chi? Để mình thay đổi cái tư duy chung về đầu tư và nó thông minh hơn. Để chi? Để bất cân xứng thông tin hơn. Tức là thông tin nó chỉ đến được với những cái người, những cái gọi là nhóm lợi ích lớn mà nhỏ lẻ không không tiếp cận được. Thì mình sẽ cái giải pháp để giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong một cái môn của kinh tế học đó là giải pháp là chia sẻ. Hãy chia sẻ đi, chia đi, mọi người chia ra, chia với mọi anh nắm thông tin này, tôi nắm thông tin kia, chia qua chia lại thì nó không còn bất cân xứng thông tin nữa. Thì nó mới là cái động lực kích thích nền kinh tế phát triển, kích thích doanh nghiệp. Sau này em sẽ nói cái câu chuyện tác động qua lại giữa thị trường tài chính và doanh nghiệp và thị trường tài chính. Sau này nó nói sau em không một trong video không nói được. Nhưng mà đó là cái bản chất của cái câu chuyện muốn xã hội phát triển là phải thế. Chứ xã hội phát triển không phải bằng việc là bưng bít thông tin và lừa đảo nhau. Lừa đảo nhau là để kiếm lợi, tức là lấy lợi ích của người khác về lợi ích cho mình. Đó không phải cái cách để kinh tế xã hội phát triển, không phải cách để doanh nghiệp phát triển bền vững. Anh chị đồng ý với em thì vỗ tay cái. Ok em kết thúc video tại đây nhá. Cảm ơn anh chị buổi sáng uống cà phê chung với em thứ bảy nha. Hôm nay em rảnh con có đi đâu. Bye bye anh chị.